Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải em ơi. Lần này thì Khải cũng khá là lâu rồi. Hôm nay Khải sẽ bê em lần bài boss em ơi. Tầm này Khải bê em chắc khoảng tầm hơn một rương em ạ. Anh em đang xem đừng quên cho lần bài boss bắt 44 này một lần mình sẽ chơi nha em ơi. Nói chung tầm này thì xanh đỡ mà nói ra mà hôm nay xanh đỡ lấy cái gì thì Khải vẫn không hiểu là hôm nay xanh đỡ lấy cái gì. Tại vì đồ tầm này nó cũng đồ ba cái đồ xanh cũng như là trang sức này nó không có giá trị cao cho lắm. Chỉ mong rằng là ra cho chuyện kháng cả này cao rồi nhẫn chón kháng họ cao thì mới có giá thôi em, cũng như là kháng lôi cao này nọ thì đẹp thì mới ra mới có giá. Còn lại những món đồ bình thường thì nó chỉ gọi là đỡ đi ép phôi cũng như là ép phổi, như là ép những món hồn kim không phá thôi nè. Ok, bây giờ thì Khải sẽ đứng này thả vài con cũng như là cho anh em xem nha. Đợi từ từ trước khi thả Khải được khai cái vô góc á, không góc cho con nem độc thả đi. Rồi ok, đã vô góc lách. Hiện tại nem độc thì được Khải đứng thả nem độc vài tuôn. Sau đầu là Khải sẽ lấy hạt chính ra đi nhặt, hoặc là hạt chính sẽ ra thả nem độc vào trong đó. Tới Khải giao dịch hết qua nem độc nha. Đó, Khải giao dịch hết qua nem độc, Khải đỡ làm một ít thôi nè. Rồi Khải thả đến đâu nếu thiếu Khải sẽ giao dịch tiếp đó. Tại vì hạt bên này sẽ là bói đồ cho anh em xem mà đúng không, hạt bên này sẽ là bói đồ cho anh em xem nên là chỉ giữ làm ít lần bài thôi. Rồi vào việc, vào việc. Có được rút thì tin không? Không không anh em ơi, không rút thì tin luôn nè. Không rút thì tin luôn, không rút thì tin luôn, muốn nói nè. Rút thì tin thì ok quá rồi. Rồi ok, bỏ bên đó nửa rương. Bên này thì đâu là mình thả rồi, mình nhặt đến đâu mình đánh đến đó thôi. Rồi hợp lý rồi, đưa nem động vô trong đi. Tại nem động không cần làm gì đâu. Hành chính ra ngoài nè, hành chính đường môn ra ngoài nha nè. Rồi vô thả đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi mình thấy yên đâu đánh ta. Rồi ok, đó đánh gần chết là ngừng lại cho thấy yên đánh thôi nè. Con nem độc chỉ phụ bùa thôi nè em ơi, nem độc nó đam không nổi đâu nè em ơi, nem độc đam yếu lắm, đam vài cái xấy xấy sơ sơ tích auto rồi. Rồi nhiệt độ, nhiệt độ, nhiệt độ đó, nhiệt độ, nhiệt độ ok, nhiệt độ, nhiệt độ. Phụ coi có rác không, cái nào xài được vứt cho xe giữ nè. Trọi rác, trọi mọi ba mấy cái đầu tiên như cái quần luôn nè em ơi, rác không rồi. Mới đầu tiên chắc con nem độc hay ai kép rồi. Trời ơi, toàn bằng cái này rác không. Có mấy cái món đồ trắng chắc lúc nãy. À, quên cái miếng mắn. Miếng mắn nữa. Tại vì mấy con đầu quên cái miếng mắn anh em. Hình gì, đậu xanh toàn đồ trắng không. Trời ơi, toàn rác như rác. Đợi tí nè. Hãy đi đổi hiện tình nha. Hôm nay đánh rồi không biết làm gì luôn nè. Con nghe mươi, con nghe mươi đứng chơi đi. Đánh con em ơi, đánh không được rồi, đánh cái này xong không biết làm gì luôn. Chủ yếu thì ép thì tin là chủ yếu anh nè, ép thì tin để ép đồ này nọ, còn đỡ mà nói đồ viết thì tầm này thì anh em chả có đồ gì đâu bán có tiền luôn. Ép thì tin này. Rồi ép xong này ra đánh tiếp, ra nhặt đồ tiếp. Trời, ba đồ vẫn ngon quá trời. Lần thả năm bảy con đồ nó cũng rất nhiều lắm nè. Hiền tin này anh lo chả cái gì. Rồi, đây nhiệt độ. Nhiệt độ, nhiệt độ, nhiệt độ, nhiệt độ, nhiệt độ, nhiệt độ. Rồi, tiếp tục phụ gì ạ. Rồi. Nhưng mà đánh rất là nhanh, nên là mình không được gì đâu cả anh em. Đánh nhanh lắm. Khải thì phải từ từ, Khải lưu tương dung trung tâm đi. Tương dung trung tâm thì nó chạy ra và vô một tí, nhưng mà nó ghép hiện tình nhanh. Ghép hiện tình nhanh hơn. Bán này bắt 44 rồi nha anh em ơi. Nói chung lần này là hơn một rương ấy. Anh em xem cho một like nha. Rồi bỏ được cái đồ gì không? Ghép hình tinh nè. Đồ nào ngon ngon thì phổ được thì mình sẽ vứt cho xe. Này không không xài được. Làm rác lập đồ thì vứt xe. Nỗ lực dùng 2 làm rác được này, làm xe được này. Nỗ lực ôi, phục hồi này cũng có không xài được luôn. Rác luôn. Cái đồ này lấy hiện tinh là chủ đạo nè. Hui. Sức mạnh này sốt này. Sức mạnh 14, thọ sức mạnh 14, đấy là xe. Rồi sinh lực lượng có gì luôn. Còn rác thôi. Sinh lực hiện 2, nỗ lực hiện 1. Rồi tới nè. Thả nhanh lắm nên là từ từ nè, đội Khải ghép hiện tinh cái đã. Vừa bói đồ mà mình không có gì luôn. Sức mạnh 14. Nỗ lực, à nỗ lực dùng cuối này xài được nè. Nỗ lực dùng 2. Rồi có
ba món dùng được, Khải sẽ bước cho xe. Có đó, đơn giản là thôi. Đây nè, nhạc nè, ủa sao nóng nhạc ta, nóng nhạc nè. Ok, nhạc rồi, nhạc rồi. Nãy giờ anh em ngủ nè mà, em ngủ không nhỉ? Nói chung nhạc đánh boss được vài bút bình phủ duyên rồi. Rồi, ra tiếp tục. Đó, chủ yếu kiếm hiền tinh này, đó. Được đồ VIP thì mừng, cũng được rồi thôi nha anh em. Chứ không giờ ăn được đồ VIP đâu. Không giờ ăn được đồ VIP đâu. Tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đó. Vô bua, vô bua, đó. Khăn banh của mình hả ta? Cái này á, Thúy Yên, năm độc đánh anh em. Rồi nếu mà được đường môn xấy vô á, thì nó rất là nhanh chết. Đường môn xấy vô rất là nhanh chết anh em. Đường môn xấy vô rất là nhanh chết anh em. Đó. Lâm tiên. Đó, lâm nộ, lâm nộ. Lâm nộ, lâm nộ, lâm nộ, lâm nộ. Nhiều đồ quá, nhiều đồ quá. Hai phù nhanh. Ở đây nó đánh đi. Đánh đi. Tiếp tục, qua cái đồ gì bói không nha anh em. Khi Khải về thì con Thúy Yên mình chờ nó cũng đứng im rồi em ơi, không cho đánh luôn. Đó. Rác này. Căn lôi bị bẫy, rác này. Cái đao 33. Sao Nhật ơi, sao Nhật ơi. Lâu lâu. Lâu lâu lâu. Ủa gì vậy? Lâu nghe em, nghe em. Nghe nghe nghe, sao sao em ơi. Giờ là bạn em á, em á nó vô năm xe mà nó sẽ cần ạc trước 39 cũng được, xong rồi nó sẽ mua ạc chính sau. Giờ mình có dư ạc không hay là mình bán nó cũng được. Ạc 139 đỡ xin, đỡ nếu mà vô thì đến ngày mai nó lấy ghẹ cho, ghẹ ghẹ có gần 40 ạc mà, ghẹ nhiều lắm. Vô năm xe nha. Ok. Mắc từ cái quăng nó mới ạc cho 39 trước và ạc chính nó tìm nó mua sau. Đúng rồi, chính xác. Nó sẽ vô ban mình năm xe là. Ôi, được mà mình 4 năm. Trời ơi, ok em ơi. Vậy anh hỏi ghẹ nha. Ngày mai anh báo lại cho, chiều mai anh báo lại cho. Được vài cái rác được vài cái rác nội lực hiện 2, sinh lực hiện 1. Kháng lôi dòng 2, may mắn này nè, may mắn 3. Mắn 3 nam, sinh lực hiện 1. Sinh lực hiện 1, đó, đỡ phải tốn tiền đi mua chưa. Đó anh em thấy chưa. Đó, đỡ tốn 20-30 dạng chưa. Chúng mình thì không bán, nhưng mà mình cứ bước đó xe. Khi nào ép đồ thì mình vứt ra cho anh em ép thôi. Ok chưa? Tâm này là chủ yếu kiếm một kháng cả cao. Này nọ nè. Này được một nhập bò miếng bánh 3. Rồi tiếp tục. Nó khó farm dữ ta. Chờ một xe dí em rồi để nó farm NPC. Hết chịu chưa? Căng vậy. Rồi. Anh đọc vô buồn ấy. Thư Yên làm việc. Lâm tiết nhẹn với ai? Thì đồn lông dí em suốt mà. Vô bùa. Rồi. Nói chung là Khả đang sang xếp bánh 13 nha nè. Vẫn là đang sang xếp bánh 13 nha nè. Đây cho anh em xem xếp bánh nè. Đây nè. 4 nè. 3 nè. 3 nè. 3 nè đó. Xếp mình 13. Rồi nhiệt độ. Lâm độ. Lâm hàng. Lâm hàng siêu VIP kháng cả 20 hợp kim ơi. Trời ơi, đồ xanh nó quýnh còn tí mới nó đứng im rồi. Tí yên ngáo rồi. Trời ơi, boss Quốc Khánh đánh hết đi nha. Hết cái gì đó. Rồi nhiệt độ. Nhiệt độ, nhiệt độ, nhiệt độ, nhiệt độ. Nhiệt độ, rồi. Phù dừng ngay tiếp tiếp. Không có ra thì tên em ơi. Ra từ Phúc Duyên này nọ. Đánh kiếm hiền tinh đúng rồi nè. Đánh kiếm hiền tinh cho mấy hôm em không có hiền tinh nữa. Em phải đi mua. Rồi bói này. Đó. Bình tự bình tĩnh. Sao nó đọc mà cái này không xài đến rồi. Không làm phôi được luôn. Không làm phôi được luôn. Kháng độc ăn 1, kháng độc ăn 2. Món này ép có mấy món hiếm lắm mới gặp được món kháng độc. Kháng độc 23. Trời. Kháng độc 23 vài nữa. Hiền tinh này. Rồi tiếp tục. Ba cái chuyện kháng cả không? Kim kháng độc.
kim kháng độc sinh lực dòng cuối bỏ nỗ lực thì được kháng độc số luôn. Ôi nó bị không bởi gì nó không đổi đâu. Đổi này cứ 3 trang sức là một hiện tinh, cứ 3 trang sức một hiện tinh. Trời toàn rác này. Ôi rác nữa không có gì luôn. Ok không có giữ được phôi nào luôn á. Bản này có động sắt, hôm trước có động sắt nhưng mà chỉ một món thôi. Hôm trước Khải có cái nhẫn động sắt 24-25%. Nhưng mà lúc đó Khải bán 2 triệu, Khải mua bao tay thiếu lâm 2 triệu rưỡi rồi. Tiếp tục nè. Rồi, thí nghiệm kết thúc. Đó, em thấy nhanh không? Nhanh kinh hồn luôn nè. Ổn thì cũng đúng rồi. Ổn thì hiện tại thì có xuống ngựa mà nó có lên ngựa mà ta. Nó bị tình trạng gì mà ta? Ngáo mà anh liền. Đánh thì không đánh. Cứ lên ngựa xuống ngựa lên ngựa xuống ngựa gì vậy? Ủa. Hello anh em mới vô nha. Hiện tại anh em đang xem lệnh bài boss bắt 44 nha anh em. Này Khả đánh cứ một rương là Khả mới đánh anh em. À nhiệt độ đó, tính sao? Nhiệt độ cứ năm sáu con một lần là nhiệt đuối nè. Phụ họ kim nè, phụ kim nhỏ lẻ nè. Rồi kim hơi trâu rồi nhạc. Tiếp tục tiếp tục nói chung cái này bó nhanh nè, mất thời gian anh em ạ. Đây rồi gì đây. Trời ơi, họ mấy cái gia truyền họ này nọ nó hiếm đồ là hiếm dòng lắm. Ngọc bội, à, nỗ lực dòng cuối nè, được cái phone nỗ lực dòng cuối nè. Dòng cuối nè mày. Ngọc bội dòng cuối. Khám lôi 26. Nỗ lực dòng cuối nữa nè, đó. Được mấy phố nỗ lực dòng cuối liền. Có tiền liền, vài chục vạn liền. Cuối, nhẫn kim. Ngọc bội kim. Ôi, nhận kháng độc 25 luôn, sinh lực đẹp luôn. Được, để cho xem anh em nào càng đẹp này anh em ơi. Hello anh Nguyễn nha, hello anh em. Cái server này may mắn thì chỉ có may mắn 4 là cao nhất thôi nè. Chứ không có may mắn 10. Đồ xanh may mắn 4 là cao nhất. Nột dùng cuối, hắn lôi. Đâu, nhận 530, nhìn chán dữ người ta. Từ 40 là cũng được vài xu. Chón ẩn 2, không xài đến rồi. Nỗ lực cuối quay 130 được hay đó. Mấy cái phôi rác này, một cái này, hai này, bỏ này, ba phôi này. Trời nỗ lực dùng cuối quá trời luôn, sáng này nỗ lực dùng cuối quá trời luôn nè. Thắng lôi 26 này cho xe của ngài ấy mang tạm được nè. Rồi tôi dùng bắt tiếp tục. Đây, nỗ lực dùng sinh lực một lực cho xe nè. Nỗ lực dùng cuối nè, lực dùng cuối nè. Chung nãy chưa có cái nào gọi là có tiền cả. Nói chung tầm này không có cái nào gọi là có tiền luôn nè. Xanh nhà vui thôi. 400 kim, anh cứ nhân lên một kim 70.000. Cứ nhân lên thôi. Kim 70.000, Việt Nam đồng. Rồi, tiếp tục. Trừ hết nửa rương rồi đó, em thấy không? Nửa rương mà toàn chả có gì luôn nè, toàn cái nịt thôi. Rồi, cuốn đây. Nửa rương rồi ấy. Work. Đánh rất là nhanh. À, nhiệt độ. Nhiệt độ. Nhiệt độ đánh nhanh lắm anh em ơi. Đúng rồi, đau nhìn đẹp mà. Bán cái đó là đúng rồi. Tiếp tục quy độ. Hờ kim nè, kiếm cố gắng cho chuyện kháng cả đẹp nè. Chuyện kháng cả 2 tạ 20, 19, 20 là kiếm được vài kim chơi nè. Rồi, về.
xem cái bóng rào à. Bóng này nè, 351, 150 kim. Cái bóng này không đặt móc nha nè, không đặt móc 126 nha. Bóng này mang ok chứ không đặt móc nữa. Thiếu mất vài tóc. Rồi, khui. Khui độ, khui độ. Dây chuyền, nội lực dòng 2. Sinh lực, đồ không kháng cả. Ngọc bồi, số. Số lực. Ghép lấy hiện tinh này. Nội lực hiện 1, số. Nội lực hiện 2, được. Nội lực hiện 1, số. Chọn dòng cuối được. Số luôn. Tôi không băng là số cho lẹ nè. Không băng không có làm gì luôn. Nội lực cuối ok. Nội lực đầu số. Thắng hỏi 3. Đâu, không có chọn. À, có chọn là vô bờ. Sinh lực dòng cuối. Sinh lực dòng cuối. Ok, đó. Không bằng. Nội lực dòng đầu 158. Hiện tại nội lực dòng đầu chưa thấy cái món nào ép cần nội lực dòng đầu. Sinh lực dòng đầu thì được. Bỏ qua luôn đi. Chón này. Không lôi này. Không bằng này. Trời ơi, không có khác tất cả. Không đọc. Sinh lực dòng đầu này. Số. Sinh lực dòng cuối này. Chón cuối nè. Thắng hỏ nè. Nội lực ok. Được vài món rồi. Được vài món thôi, đỡ lại để ép đồ rồi. Đủ đồ, gần full đồ rồi. Làm rừng nó full đồ. Rồi tiếp tục. Đó. Trong này còn 20 con, nhất lại bên con đem độc còn 32 con nữa nha nè. Rồi, uống được rẹo thôi. Tiếp tục. Đấy, chưa thấy một gia truyền kháng cả luôn nè. Chua gơ gốm. Đấy, được 15 phút rồi. 7 con boss 1 lần. 7 con boss 1 lần nha nè. Một món. Những đồ này. Bỏ nhanh thử có món nào vứt cho xe ra tính sâu này. Bỏ nhanh này. Rác này. Rác này. Rác này. Rác này. Không có món nào xài được luôn. Đậu xanh. Trời ơi. Trời ơi. Không món nào mà đỡ dùng làm rác luôn nè, làm phôi luôn nè. Trời ơi, này vô shop hết nè. Vô Shopee hết nè. Không có gì luôn, đừng ơi. Ép bằng cá nhân hết nè. Không có được gì luôn, toàn hiện tinh nè. 1 2 3 1 2 À, nó nhặt đồ đó. À, bên kia còn một gia chiên. Ok. Tiếp tục qua được gì không? Thắng lôi. Sinh lực được dòng 1 nè. À, được lần 4 sinh lực dòng 1 nè. Đó. Nhận thắng lôi. Ngọc bội. Rác không ta. Nỗ lực dùng cuối nè. Sinh lực dùng đầu. Ôi, nè có người bỏ chưa? Tốc teo ơi. Lô. Người bỏ khăn lôi là tốc teo ơi. Lắm không em? Có rồi, nó có rồi. Có rồi. Nó mua rồi. Ok. 50 vàng nè. Nguyên trang vậy đó. Bước qua. Nỗ lực dùng đầu. Kháng độc. Rồi, rác hết em ơi. Vô làm phôi hết.
Khải mua đọc thiên quang rồi, đúng rồi Lâm Hoàng ơi. Hello nè mới vô nha. Ừ, hôm nọ ông trong bang Elino đấu giá cái vũ khí 24.500.000. Ra Evan này, ra cái móc này cái là khóc luôn nè. Khóc hoàn toàn. Giờ cái vũ khí cao lắm khoảng tầm 5 đến 7 triệu là ép ra 5-7 triệu. Còn nếu mở ra đẹp thì có thể mười mấy triệu. Giờ ổng cầm một cây là mở ra hên xui luôn á. Một cây hên xui 24.500.000, chúng là khá đen. Xin lỗi đời quá đen. Đấu cây vũ khí. Chúng là không biết trước được. Nói chung là chơi game này thì không thể nào biết trước được điều gì luôn đó. Cứ chờ đợi ở đơn làm thôi, còn chả hiểu vấn đề nữa. Mình đây mình chưa biết luôn. Cứ đến đâu thì mình trải nghiệm đến đó, chứ không thể nào biết trước được điều gì. Rồi hãy mua thắng rồi, thấy cao cao hơi tiếc tiếc rồi. Bước lại. Mua thắng rồi. Nỗ lực nhiều hơn. Ok, có vẻ full đồ à. Giáng sơn chẳng thể qua một chữ tình, ai hay một sáng lông ta lừng danh. Rồi, tiếp tục là quân tiếp rồi em ơi. Được vài chủ viên thì tin này. Hiền tin nhớ lộn. Tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mười mấy tiếp theo. Bộp. Hello anh em mới vô nha. Hiện tại anh em đang xem Sandbox lệnh bài bắt 44. Anh em ủng hộ Khải một like, ủng hộ chơi anh em ơi. Hồi xưa xem cái này rất nhiều đồ đỡ giá trị á, xem rất là cuốn. Mà tầm này thì không có đồ gì nữa nên là anh em xem cái gì nói chung là được gì hay cái đó anh em ơi. Xem nhớ ủng hộ like, chia sẻ chơi nha. Nhật đồ ngay. Nhiều quá. Đó, sạch sẽ. Là một rương liền. Được rẹt. Ừ, vô danh thì kẹo vô danh 7 ngày rồi nè mày. Ừ, server này Ander chỉ cao lắm là mấy bố là mắt thôi nè. Còn mấy 10 không có nha. Mỗi server một khác mà anh Trần Nguyên. Mỗi server một khác mà sao giống được. Rồi, rồi coi bói này. Bói đồ này. Nỗ lực dùng 2. Sinh lực dùng 1, cái 72. Bỏ đi. Bỏ luôn, 530, bỏ này. Trong tháng 17. Ôi, mình bánh 4. Được rồi, rồi. Trời, cho chuyện mình bánh 4 có rầu mà ra mình bánh 4 nữa. Xem ra ngọc bói. Trời ơi, một cho chuyện mình bánh 4. Chà. Xong rồi, 21 luôn, đẹp hả chứ. Được. Chọn thiên mang đẹp. Nỗ lực dòng cuối, nỗ lực dòng 2, sức lực dòng 1 không có gì, qua, wow, sốt. Tiếp tục. Kiếm ít đi, hiện tinh lực, lo 140, dòng 1. Rồi, 120, sốt đi. Thông pháp dòng 1. Ôi, nhóm mày bánh 2, trời ơi. Mày bánh 2, dòng 2 nữa mới đâu đi. Nỗ lực dòng cuối, sức lực dòng 2, bỏ đi. Đúng rồi, 2, 3, bỏ đi. Rồi, tiếp tục. Thắng lôi, sức lực thấp. Đâu, một nhẫn mới bánh 3 nữa. Trời ơi, sao khỏi mới bánh 4 ta. Nhật đủ nhẫn chưa em? Đâu, trên cái này đủ xếp luôn. Rồi, nhẫn mới bánh 3 rất quá trời. Nỗ lực dùng 2 không xài. Ơi, nỗ lực dùng 2 có xài chứ. Cắn lôi, sốt này. Tình anh em xinh kìa.
shop nè. Sẽ được hiện thay. Thì anh em cần may mắn ông tí bước cho nè, để làm cho đủ bộ cho nè. Bộ may mắn 12 cho nè, đợi chút. Khải cũng được may mắn 13 rồi, có đâu nhiều. Giống lần này sang dư ra bước cho anh em. Nó là vòng cuối, thành phát vòng 1. Chọn nhóm may mắn, ok. Ngọc bộ cũng được ít phôi. Ít phôi, cái mẻ này cũng được ít phôi ấy. Rồi, hợp lý, ok. Cái nhung bách. Mẻ này được khá là đồ nhiều may mắn. May mắn 4 này. Thông pháp dùng 1, nỗ lực cao nè. Thông pháp cao nè. Nhận nỗ lực hiện 2 nè. May mắn 3 nè, để cho nè. Thông pháp hiện 1 nè. Sốt nè. Nỗ lực mát nè. May mắn 2 nè. Nỗ lực cao nè. Nỗ lực cao hiện 3 nè. Sinh lực 2 hiện cao nè. Làm chậm 40 dòng 1 nè. Làm chậm dòng 2 sinh lực dòng cuối nè. Rồi cái mẹ này cũng được ít đồ ấy. Rồi ok, tiếp tục mẹ mới. Tiếp tục 3 con cuối. Còn 32 con nữa nè. 32 con nữa. Ok, tí nữa nha Nguyễn Tuấn ơi. Tí nữa Khải sẽ đổ cho anh em xem nha. Hello anh em nha, anh em đang xem cho Khải một like ủng hộ chơi nha anh em. Hôm qua anh em cũng nhiệt tình anh em. Ây da. Rồi nhiệt độ luôn. Vừa ngừng đam nhiệt độ luôn là hợp lý. Rồi, được gì đấy. Bỏ vô này luôn nha. Sốt nè. Thở lực, nỗ lực dùng cuối nè. Sốt nè. Trắng hỏi sinh khí sốt nè. Làm chậm sốt nè. Sốt nè. Sinh lực hiện 2 cao. Sốt nè. Rồi, sốt mắn này. Để đổi hiện tình ạ. Bên này làm gì có càng khôn? Bên này chưa có càng khôn em ơi, chưa có càng khôn 2 cấp. Sốt nè. Rồi, được mới hiện tình đấy chứ, giỡn đâu. Cho mình tin 1, 2, 3 quá trời. Ngon, có cái đập độ. Chứ không có mà đi mua. Đó, hình tin 3 này đâu. Rác nè. Rồi, tiếp tục. Bỏ hai này vô rương đi. Tí nữa gom thử có được set gom cho ông ấy cũng được. Mình 3. Nhưng mình 4. Giờ cho thấy yên đã. Tiếp tục nha em ơi. Giao dịch tiếp tục lên bài boss này. Còn 32 con cuối cùng nha em ơi. Hết rồi. 32 con là nửa rương nữa nè. Đó, nãy giờ bèm hơn nửa rương rồi, giờ tiếp tục nửa rương tiếp theo nè. Không có một giai diện kháng cả luôn em à. Khá là nhỏ. Không có một giai luôn. Khải đang sang xếp mà mánh cũng 13 nè. Đây nè. 3 nè. Từ. Đây. Cho anh em xem lại nè. Đây. 4 nè. 4 kháng lôi 21. 3 kháng lôi 29. 3 kháng lôi 25. Ngọc bò kháng lôi. Đó. 3. À cái nhẫn may mắn 3 kia đẹp hơn. Cấp 10 đẹp hơn đúng không? Tiếng dịch qua. Vô. À, nhiệt độ. Ồ, lần này nhiều ơi.
bố nhân này nhiều rồi. Ấy dừng bước cái gì không có gì. Ok tiếp tục anh em ơi. Khui rác rồi, nỗ lực dùng cuối này, xài được này, nó 30 cho xe này, số sinh lực 146 được này, khăn lô 30 á đâu, mang cái khăn lô 30 đẹp nha, số sinh lực 2, ok, tổng số này, được vài món, ra lá tiếp tục à. Rồi xong. Ờ này nỗ lực dòng cuối được nè. Nỗ lực dòng cuối cái xài nè. Nỗ lực dòng cuối rồi nè. Thế nên mình xem nỗ lực dòng cuối toàn 70-80 không. Không biết mấy ông kia đánh kiểu gì mà nỗ lực cứ mười mấy 20. Hay thiệt ta. Mười mấy 20 là nỗ lực dòng cuối nè. Cũng mua một cái rác như vậy là 35 vạn 37 dặn anh em đâu biết đâu. Giờ mình có thì sau này mình ép đồ thì mình đỡ tốn hơn. Rác này. Xây này. Quấn hất này chắc kiếm chắc khoảng tầm 50 viên hiền tinh. Thu là được khoảng tầm 500 xu. 50 viên khoảng tầm 500 xu. Rồi. Tiếp tục. Đường môn kèm nem độc kèm thiếu yên thì auto nhanh luôn nè, đánh boss auto nhanh luôn. Một ca vạn là ở server này khoảng tầm 35-40k Việt đồng. Nếu anh em mua giá đẹp thì 30 đó. Nếu như anh em mua được giá đẹp thì 30. Rồi một con chết mà gì có một cái gia truyền vậy trời. Xây cá này thôi. Rồi, nhiệt độ. Đó, nhiệt độ. Rồi, xong. Tiếp tục. Ơi, hết quá. Ơi, giữ hết quá tửu luôn à. Kính quá tửu này. Ok chưa. Rồi, tiếp tục. Như đây. Bối. Nỗ lực dòng cuối này. Không có kháng cả luôn, đen gơ ta. Ôi, kháng cả 7. Nhỏ thiệt sự nè, một giây kháng cả 7. Dòng 2 rồi chứ. Mới nói không kháng cả mà kháng cả 7 thấp quá. Sốt luôn. Mấy chúc mình 18. Nỗ lực dòng cuối. Ở đéo lên được Amy luôn. Rồi đi shop mấy này, xuống đây tổng 2. Chúc mạnh 3. Ôi tổng rác rồi em ơi. Tiếp tục ra hiền tinh thôi. Nói chuyện kháng cả 7 shop luôn, biết làm gì giờ. Tổng rác không. Ờ mẹ má nó kêu xe 8 nữa kìa. Lên đéo kịp nha mì. Bảy. Không. Con đường chưa? Chiều dương châu, gió mưa. Được con mà. Rồi. Chắc khoảng 50 phút nữa xong rồi. Quấn nhanh rồi em ơi. Cho anh em đánh bất đại. Nên mình kia đánh bất đại. Cái ái sao? Đây.
Hello anh em mới vô nha. Hello mọi người nha. Nãy Khải đánh bot nên là Khải không tương tác kịp với anh em thông cảm cho anh em ơi. Cái nó ép lại được không Khanh? Cái nó mát rồi, ép chi nữa. Mát rồi mà ép chi nữa thành người hình ơi. Nó này mát rồi mà ép chi nữa. Rồi nhạc tiếp nè. Đồ này, đồ này. Anh em đang xem lệnh bài, bot lệnh bài đừng quên cho Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em ơi. Ôi xong to này. Này mình lấy video ra nhặt thêm đồ này. Ok. À được rồi, bón mẻ này nữa, giao dịch thêm 20 con nữa xong rồi mày. 20 con nữa xong boss rồi. Phù. Rác, ô, được sinh lực cao. Rác này. Kháng cả 3 đầu lực cao này. Kháng cả 3 dòng đầu. Được cái dòng đầu. Kháng cả 3 dòng đầu. Từng dòng trung tâm. Biết ba bán cái gì vậy? Đợi tí nè mời. Nỗ lực dòng cuối được. Số lực dòng cuối số. Giải truyền số. Bán cho 25k điểm đứng đấu không? Là người có mà bán. Điểm đứng đấu, nghỉ liên đấu lâu rồi. Có điểm nào mà bán nè. Đâu, trong ngân họ có 13 ta, thám dữ ta. Số này. Số lực cao. Ngắm 18. Ngoài. Hoàng Quốc cho xe tiếp tục đánh tiếp theo. Vẽ phun rường đã thấy này mày. 2 3 nỗ lực dùng cuối, hai cái nỗ lực dùng cuối. Nơi trường bạch tuyết rơi. Rồi, phun rương tiếp tục loại khác nữa. Rồi, tiếp tục. Còn có mười mấy con thằng đấy chưa có một giá trị nào đẹp luôn em ơi. Đánh nhanh nha cho anh em đánh bớt. Bên kia ông Thí Yên khai chỉnh nào tù Thí Yên lấy nè. Là tí nữa bỏ đồ thì yên tiếp cho nó nhiều rương. Rồi khu giờ rồi tiếp tục là được gì không? Chọn dòng cuối nè, được nè, nỗ lực ra ra tắt luôn. Ôi, chỗ môn 10 dòng cuối, chợ thứ hai có 13 khán hỏ ta, thảm quá. Chung làm rác à. Xin lực, xin lực. Ồ, chuyện hỏ dòng 1 luôn. Ngon, 1. Nỗ lực cao dòng 2. Đâu, chó khán hỏ mà dày, mang gì trời. Được làm rác thôi nè. Nỗ lực dòng cuối chó. Ôi, thằng rác không. Còn ra không rồi. Bé bán cái gì vậy? Đợi tí thì anh ơi, em đang xem boss rồi em không đợi lắm. Mình đạo biến kinh bao khó khăn
Rồi, nói tiếp nữa. 10 con cuối cùng sẽ ra đi đậu sân bot, không có một cái khán cả nào đẹp luôn nè. Không rắc quá rắc không. Đẹp quá, đẹp quá. Cái này thì làm bài bot đặc biệt nè, nên là toàn là rớt mấy cái trang sức thôi nè. Còn làm bài bot thường á, hồi xưa thì mới rớt cái vũ khí áo quần này nọ. Dạ. Chuẩn bị ra hit bot luôn anh Nhật ơi. Ờ nên đứng này. Ờ. Cái nỏ này, cái nỏ thì mát tóc rồi nè, vừa tóc 158 đạt móc rồi. Hiện tại đang có 178 là đạt móc rồi nè. Nên là đâu cần rã ép ra chi đâu. Ép vào tay vậy, hiện tại chưa có phổ Trần Nguyên ơi, chưa có phổ nên chưa ép được. Nhật độ, nhật độ. Mấy anh này đâu có kinh nghiệm đâu. Không có kinh nghiệm. Có đồ không hả? Lại thế mà. Lần sau rồi. Làm rương nữa. Rồi bố đồ tiếp tục này. Được gì đây? 15 rác này. Rác này. Sinh lực rác luôn. Một thùng rác không này. Không bằng 23. Đột kháng hồi 25, sân khí 16. Không phải chón ta. Má cái chón 40 có vài kim, một vài kim rồi. Rác. 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 Thông phát 18. Nội lực dùng cuối. Sinh lực dùng cuối. Rồi, đi làm rác luôn. Không có gì luôn. Rồi, 6 con nữa. Cho ra ra kế bot, hit bot kinh nghiệm, lấy kinh nghiệm cho anh em ơi. Anh em chuẩn bị đánh bot nè. Ra. 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 Ôi, bị lắc. Đói mà nó không cho. Rồi, những con cuối cùng. Nãy giờ có được hai gia truyền kháng cả, một gia 7, gia 3, khá là cùi bắp anh em ơi. Ôi anh Phong đánh vậy, hỏi chừng anh này. Có, có vài con cuối. Nhật. Có một con mà dính rồi. Con còn dính kia. Con còn dính kia trắng trắng đồ rồi. Ai ăn trắng đồ đó. Ai ăn trắng đồ rồi. Từ đó rồi. Đồ dính bên này hai bà con trắng đồ rồi. Không nhận được. Server có không có hiện tinh 4 năm sau tầng 9 hả? Không không bot mi ơi. Server chỉ có hiện tinh 8, 9, 10 trừ khi anh em đua top thì mới có thôi nè. Đua top trong trong server thì anh em mới mở có thôi. Chứ không có nha. Ờ, được, khai nhận vào cái này nè. Rồi. Rồi, ok. Rồi, qua bản nè. Ok. Thượng Dương trung tâm. Rác nè. Rác nè. Ôi trời ơi, được một ngọc bò 540. Ai cần làm quốc cho này anh em ơi. Rác nè. Một bò 540. Nhẫn 530. Đồ, tính ra cái ba cái họ chua gơ nè, họ nè, toàn có một dòng, hai dòng rồi. Sinh lực cao. Rác luôn. Cùng nhau ta đã không thành. Xiên các tương sáng sớm lấy lừng.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bói đồ bên Thủy Yên nha em ơi. Để Khải còn mớ đồ bên Thủy Yên nữa. Rồi, coi bói đồ Thủy Yên được gì đây. Phút nào rồi. Bằng rác luôn. Rồi, đã qua bên Thủy Yên thì có được nhận nhiều được gì không nha em. Đây đánh cũng hơn khoảng 40 phút rồi em ơi. Xong 70 con bót. Rồi, được gì không? Bói rồi. Full may mắn luôn em, nếu không may mắn nè. May mắn đầy đủ các kiểu luôn. Mà đồ thì nó cũng nhiều đó thôi. Rá, rá. Khán hỏi 25 đâu, không chó trời. À, cứ toàn 25 khán hỏi không, không có chó nè em ơi. Đọc không băng làm gì. Nỗ lực cao. Chó khán hỏi, sẽ được dùng cuối không sai. Trong 40, 27 khán hỏi. Rá, rá luôn. Rá luôn. Ôi, được cái khăn lôi hàng 2. Ok, khăn lôi hàng 2 cũng ngon đấy. Đang cầm. Đó. 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 Đâu, chó dòng cuối chung. Chuyển hóa sức thương đủ mới ghê chứ. Mới ngày 5. Khăn hộ chó. Rồi là một giây mày bắn à mày bắn bốn lúc cũ mày bắn bốn cũ nè nhờ được ôu chị hè ơi chè mày về đây hàng đây hàng đầu nè em tiền mày nhận mày bắn bốn bữa giờ ok nè em tạm giờ là Khải đã lên được xếp mày bắn 14 nè em à mày bắn bốn này nói chung hôm nay được hai món ngon đó là một giây chuyền mày bắn bốn nè và một nhẫn mày bắn bốn đó hiện tại lâu lắm rồi mới sở hữu được những cái món bốn rồi nè em ơi tại vì hiếm lắm. Đa số 3 rồi em, đó anh em không? Nên hiện tại bây giờ Khải đã được 3, 4 là 14 may mắn rồi. Ok, được. Được hỏi anh em trong bang ai ai có đồ gì á? Ai có lệnh bài boss đi tiếp tục Khải đánh tiếp anh em ơi. Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ Khải đã vừa đánh xong bắt 44 lệnh bài boss rồi. Thu được 2 món may mắn 4 anh em ơi. Nói chung ở server này Khải cũng nói lại một lần nữa thì những món may mắn 4 như thế này anh em, hiếm nhất server anh em ơi, không có đâu mọi người. Còn 3 thì khác bình thường anh em, 4 mới hiếm nha anh em. Đó. Ngon quá được hai món luôn. Rồi, bây giờ Khải sẽ bước qua cho anh này rồi Khải đi làm thiền tinh thôi. Quá đẹp. Lâu lắm rồi mà có được món may mắn 4 từ nhẫn nữa. Giờ tiếp ngập bội nữa, hai nhẫn nữa. Là cố gắng lên set 16 là đẹp anh em ạ. Hiện tại set may mắn 10 lên được 14 rồi. 14 may mắn rồi. Giới diện may mắn nam hả? Giới diện may mắn nam, lúc này có một giới diện may mắn nam nhưng mà bỏ rương rồi. Đúng rồi, được một giới diện may mắn nam 4 nữa. Đúng rồi. Được đến 3 món 4 lần, 2 nữ, 2 một nam một nữ và với một nam một nữ với lại một cái nhẫn mấy 4. Rồi, bỏ hết qua đi ráp. Ôi, một mấy 1 nữa nè. Rồi, mày đây đi ráp này. Ráp ráp lên em ơi. Rồi. Rồi ok, chuẩn bị đi ra chờ sang boss lệnh bài nha em ơi. Hiện tại tí nữa anh em sẽ anh em bên bang tơ á đang sang boss lệnh bài boss đại nha em ơi. Anh em cùng ra hưởng kinh nghiệm chơi nha em. Đây rác luôn. Ép rác luôn. Ép rác luôn. Ép rác luôn, ép rác luôn. Rồi. Rồi. Được một miếng 4 nam đỡ đâu ta? Ủa, lấy được một dẫn với cái giá trị một miếng 4 nam đỡ đâu ta? Hút sốt đâu rồi? Đặt đỡ bên đặt đầu tiên này, đỡ bên đặt đầu tiên này. Rồi, ép rác này. Em rác xong rồi đi ra chờ sang đường bài boss đại nha em ơi. Anh em bên kia đang setup đánh boss đại. Để hưởng nghiệm thôi. Có một đêm cũng được vài trăm triệu á. Ừ.
Trời được nhận một bánh bốn ngon cơ, lâu lắm rồi luôn. Xe bò hiếm quá chưa. Bánh một quá ơi. Mấy bánh một mà thông cái dòng kháng lôi hiện một nên mình không có sai. Nếu mà hiện hai là mình lái rồi. Mình bánh hiện quên cái dòng kháng lôi hiện hai là khả lái rồi ép đồ. Lấy sang được khoảng tầm 3-4 cái phố kháng lôi hiện hai cũng ngon. Sau này ép giày vụ áo. Rồi, tổng lại thì được 3 món mà bánh 4, gia truyền nam, gia truyền nữ, một nhẫn mà bánh 4. Rồi một gia truyền kháng cả 7 kim, một gia truyền kháng cả 3 thủ xì đa. Rồi giá thu được 36 vụ viên hiền tinh. Ok chưa, có ép đồ nha em ơi. Rồi anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ chơi cũng ủng hộ tinh thần nha em ơi. Lần này sang với một rương thì không có gì nha em ơi. Lỗ nói chung cũng lỗ khoảng hơn 1 kim mấy, gần đến 2 kim thôi. Mà không sao, thu được vài món là ok rồi. Rồi bỏ cái tình 1 vô này nữa rồi. Tình 1 này, tình 2 này, tình 3 này. Được ý một tình liệu nè. Rồi quá đẹp. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo từ kênh của Khải nha mọi người. Cảm ơn em rất nhiều nha.